Bà tìm ai? Tôi xin tự giới thiệu, tôi là bạn của cô An. Tôi tên Ngọc, nhờ cô vô báo lại giúp. Bạn của An hả? Bạn của bà chủ hả? Mời bà vô. Nữa, trái cây nữa. Con. Dạ con chào cô. À. Con. Ủa sao con lại tới đây giờ này? Hồi nãy con ghé chợ mà không thấy cô với Dân, cho nên con ghé nhà tìm. Hôm nay cô ra chợ muộn, tại vì đi giao hàng nhiều quá. Dạ. Cô ơi, hôm nay con ghé đây con tính rủ Dân đi uống nước với con, không biết là cô có cho phép không cô? Được, hai đứa cứ đi đi. Cô đi ra bán mình cũng được. Hay là để con đưa cô ra chợ? Thôi được rồi, hai đứa cứ đi đi, cô tự đi xe đạp. Tối á, về phụ mẹ dọn đồ. Thôi giờ vậy, Chiến chở mẹ mình ra chợ đi. Con ra con dọn đồ cho mẹ, rồi con đi với Chiến sao? Ừ, vậy cũng được, dạ cô. Nó nè mà. Chiến nói trước đi. Chiến nói trước đi. Chiến nghĩ sao nếu như mình với Vinh Sơn yêu nhau? Dừng chắc chứ. Vân và Vinh Sơn gặp nhau chưa được bao lâu, vậy thì vẫn yêu cậu ta gì được gì? Vì cậu ấy đẹp trai, gia đình cậu ấy giàu có, cậu ấy ga lăng, hay vì bất cứ điều gì, như vậy có quá vội vã không Vân? Mình nghĩ là tình yêu thì không cần lý do, và cũng chẳng cần thời gian lâu hay mau. Có những người ở bên cạnh mình từ rất lâu rồi, từ năm này qua năm khác, nhưng mà càng lâu thì tình cảm giống như là người thân chứ không phải yêu. Nhưng có người mình chỉ mới vừa gặp thôi, nhưng mà mình có cảm giác lạ lắm. Ở bên họ, thời gian trôi qua rất là nhanh. Và khi mà đứng trước mặt họ thì tim mình bị đập loạn nhịp. Và cái cảm giác này lần đầu tiên mình có. Nhưng liệu Vinh có cảm giác đó hay không? Hay chỉ là cảm giác từ một phía của Vân? Có. Vinh nói với mình là ảnh giống mình. Với lại, ảnh đã thưa chuyện này với mẹ mình rồi. Mình nghĩ là Vinh nghiêm túc. Như vậy có nghĩa là Vinh đã tỏ tình với Vân? Anh đã thưa chuyện này với mẹ mình. Rồi cô Hương nói sao? Tất nhiên là mẹ mình không có đồng ý, nhưng mà mình sẽ thuyết phục. Mình tin là với sự chân thành của Vinh Sơn thì mẹ mình sẽ đồng ý. Chân thành? Không đâu. Vinh Sơn đang giở trò với Dân đó. Dân có biết là tại sao Vinh Sơn cố tình tỏ tình với Dân và tiếp cận Dân hay không? Đó là vì cậu ấy. Là vì tôi yêu cô ấy. Giờ tôi muốn lấy cô ấy làm vợ. Anh tặng cho em. Cảm ơn anh. Anh hy vọng rằng sau này dù có chuyện gì xảy ra, hay là có như thế nào đi nữa, anh mong là em đừng rời xa anh nha. Zen, cậu đúng là... Tại sao Chiến lại như vậy? Đơn giản thôi, vì cậu ta cũng yêu em. Thank you.
cô cho con ngồi đây ăn với được không? Mày ngồi đi, mày đợi tao mời nữa hả? Làm bộ khách sáo. Vincent. Dạ. Con vô ngồi ăn sáng đi rồi hãy đi làm. À, con không ăn đâu, con phải tới khách sạn liền bây giờ mà. Cô ăn đi. À, cô nè, con suy nghĩ kỹ rồi, con sẽ lấy vợ. Cô lo giúp việc này cho con nha. À, một lát nữa cô xong việc riêng của cô á thì cô tới khách sạn gặp con. Con lấy vợ? Đúng vậy, con lấy vợ chứ không phải là đi chết đâu, làm gì cô hốt hoảng vậy? Không phải, ý cô là con lấy ai? Thì tất nhiên là bé Dân rồi, cô nghĩ là còn ai khác nữa. Thôi con đi làm, con chờ cô ở khách sạn nha, con đi ạ. À. Trời ơi trời, trời nó cưới con đó thiệt hả trời? Cuối cùng này nè, cái chuyện này nó tốt hay xấu đây? Thánh thần ơi. Cô, cậu Vincent sắp lấy vợ đó. Là cô Dân. Cô Dân là cô nào ta? Sao đó giờ con chưa nghe ta? Đó giờ toàn là nghe cô Thảo nè, cô Ngân nè. Có bao giờ nghe cô Dân đâu. Mà cái cô Dân á, mà sắp sửa lấy cậu Vincent á, chắc là cổ đẹp dữ lắm ha. Mà nhà cổ là phải giàu dữ lắm luôn á mới hợp với cậu Vincent á. Thôi đi, mày đừng có biết làm gì á, cho thêm thất vọng. Nó mà cưới con vừa đẹp vừa giàu thì cái mặt tao là nó có méo xẹo vậy không? Nó cưới cái con vừa nghèo mà vừa quê, bán áo len ngoài chợ Đà Lạt á, mày mới tức. Thấy nổi điên không? Ê, mày đi đâu đó? Đi đâu? Dạ, con tính đi chợ. Khỏi chợ búa gì đó hết, dẹp hết đi, tao không có ăn cơm trưa. Thành thử ra mày không cần phải đi chợ, mày không nghe cậu chủ mày mới kêu tao đi vô khách sạn hả? Nè đó, mày ăn luôn phần của tao đi. Tao hết muốn ăn rồi. Ha, con quên. Thôi, nhưng mà nhiều quá con ăn đâu có hết. Gọi cô Chiến qua gặp tôi. Vô đi. Cậu lại muốn giải thích gì nữa? Tôi nghĩ là tôi không cần thiết phải giải thích với ai. Cái chuyện mà tôi yêu ai hay cưới ai, đó là chuyện riêng cá nhân của tôi. Vậy thì có chuyện gì khác cậu cứ nói. Tôi thấy là cậu không thích hợp làm việc ở đây nữa. Ý cậu là sao? À, tôi hiểu. Có nghĩa là cậu không thích tôi làm việc ở nơi này nữa. Được, vậy thì ngay từ ngày hôm nay và ngay giờ phút này tôi sẽ nghỉ việc. Cậu cứ kêu người tới bàn giao, tôi sẵn sàng chở phòng. Tôi sẽ đền hợp đồng cho cậu. Không cần đâu, tôi không thích hợp thật. Nhưng mà không phải là không thích hợp khi làm việc ở nơi này, mà là với cậu. Chào cậu. Mình xin lỗi. Bất đắc dĩ mình phải làm gì? Chú Đông, chú đang ở đâu vậy? Chú tìm một cái quán cà phê nào ở gần đó, con muốn gặp chú nói chuyện một chút. Ừ, mà có công việc gì gấp sao? Dạ không, chỉ là chuyện riêng thôi. Dạ.
Con chào chú. Dạ, cô đến đây tìm ông chủ có phải không? Đúng. Dạ, ông chủ vừa ra ngoài rồi. Cô có thể gọi hoặc kiểm tra lại tin nhắn xem sao. Gì trời, rõ ràng nó hẹn mình tới đây, giờ tự nhiên nó bỏ đi là sao? Ông chủ ra ngoài có vẻ vội vã lắm đó cô. Anh Vincent cứ vậy. Cô gái đó tên là Dân, bán hàng len ở chợ đêm Đà Lạt đó. Cái gì kỳ vậy ta? Không lẽ cái gu của người nước ngoài về nó lạ vậy hả? Mà nè, chị có hình ảnh gì của đó không, đưa tôi coi coi. Hình thì tôi chưa có. Nhưng mà bây giờ cô muốn thì trước sau gì cũng sẽ có thôi. Thì chị làm ơn đi cập nhật thông tin với lại hình ảnh của đó cho tôi liền đi. Ủa nhưng mà bây giờ mà có hình rồi thì cô cũng có làm được cái gì đâu. Cái chuyện làm gì được hay không đó là chuyện của tôi. Mà chị không nghe cái câu hả, 30 chưa phải là Tết. Với lại á, anh Vincent sắp cưới chứ không phải là cưới rồi. Mà thời buổi bây giờ cưới rồi bỏ nhau cũng là chuyện bình thường thôi mà. Quá lầy. Lầy hay không á, đó là chuyện của tôi. Chị lo chuyện của chị đi ha. Nè, tôi đi về trước đây. Chị á, nhớ đưa thông tin chính xác và nhanh nhanh cho tôi nha. Biết rồi. Lẹ đi đó. Kệ, việc ai người đó lo. Chào chú. Chào con. Con xin lỗi vì đã làm phiền chú. Chắc có việc gì gấp lắm nên con mới gặp chú như vậy. Thật ra thì cũng chỉ là chuyện cá nhân thôi. Con rất xin lỗi chú vì sáng nay chỉ đang nghỉ làm. Là ý của con hay là của nó? Là ý của con. Chú không có ý kiến về việc này. Chú có thể biết lý do được không? Dạ cũng đơn giản thôi. Cậu ấy đang là luật sư, nhưng Chiến đã để tình cảm riêng tư xen quá nhiều vào công việc. Và con sợ là cậu ấy sẽ không giữ bí mật cho nơi mình làm việc và cả với kế hoạch cũng như chiến lược của con. Con cũng đã từng xin phép chú là chú hãy cho con thời gian để con tự nói với gia đình cô Hương về di chúc của ba con. Nhưng con chỉ muốn tìm một cơ hội để cho cô ấy hiểu được ý nghĩa những gì ba con đã làm. Con nghĩ đây là một ý tốt. Và chú cũng đã đồng ý với con, đúng không chú? Nếu hôm qua con không đến kịp thì Chiến đã tiết lộ một chuyện với Dân. Con không đồng ý chuyện đó. Chiến phải hiểu, cậu ấy đang là luật sư của con. Trách nhiệm của cậu ấy là phải bảo vệ chủ nhân của mình tới cùng, như chú đã làm với ba con suốt mấy chục năm nay. Nhưng cậu ấy đã không làm được. Chú biết rồi. Chú xin lỗi Vincent. Con cho nó nghĩ là hoàn toàn hợp lý. Con cảm ơn chú. Cảm ơn chú rất nhiều. Con chỉ mong là chú sẽ tiếp tục ủng hộ con như đã ủng hộ ba con trước đây. Chú đã hứa với ba con, chắc chắn chú sẽ làm đến cùng. Con yên tâm đi. Tuy Chiến không làm việc với con nữa, nhưng nếu cô ấy không để bụng và giận con thì đối với con, Chiến vẫn là người bạn thân nhất. Cảm ơn con. Con chào cô. Chào em. Cậu đến đây làm gì nữa hả?
Tôi đã nói như vậy rồi mà cậu không hiểu sao? Dạ, nếu cô không vừa lòng á thì con thăm em với cô xong con về liền ạ. Tôi nhìn thấy cậu tôi không ưa. Dạ, con có cái này gửi cúng cho chú. Con chào cô con về. Mẹ, nhà tôi không cần thứ này. Lần sau còn đừng mang tới. Con hiểu chưa? Linh Sen, em xin lỗi. Anh không sao. Thưa cô con về. Mẹ, Linh Sen đâu có lỗi đâu. Sao không lấy nước cho tôi còn đứng đó làm gì? Dạ. Sư, con hẹn với cô á thì con bỏ đi đâu mất tiêu, cô không giận con thì thôi, chứ con bực làm cái gì? Con xin lỗi cô. Con có việc cho nên phải ra ngoài mà con quên báo cô. Cô đi đâu mặc đẹp vậy? Thì cô tính đi khiêu vũ cho nó giãn gân giãn cốt vậy mà. Cũng tính rủ con đi, nhưng mà thấy con cao có như vậy chắc là con không có hứng đâu ha. Nếu cô muốn con đi thì con đi thôi. Thiệt hả? Sao nay con dễ dãi bất thường vậy? Tại con có chuyện muốn nhờ cô. Thì ra là muốn nhờ giúp đỡ. Con nói nhờ á là lịch sự thôi. Chứ nếu mà con không nói thì cô vẫn phải làm. Tại vì đó là quyền lợi của cô. Gì? Chuyện gì? Chuyện gì mà liên quan tới quyền lợi của cô? Cô lại đây con nói nghe cho. Có chắc là làm được không đó con? Con nói cô nghe, chuyện gì mà con đã tính á thì không bao giờ mà không làm được. Con chỉ cần là cô làm theo đúng những gì mà con giao cho cô thôi. Ừ, thế bao giờ cô bắt đầu? Càng sớm càng tốt. Ok. Ai gọi ngay giờ ăn vậy không biết. Alo. Alo, tôi đây. Báo cho bà biết, tôi chuẩn bị đưa Vincent đến phòng trà. Bà nói con gái của bà đến đó đi, tôi chỉ dụ nó đến đó thôi. Việc còn lại là con gái bà phải tự xử lấy. Ok ok, cảm ơn nha, tiểu thư xinh đẹp. Gì em á? Bộ má trúng số hả? Chứ còn nữa, nhìn mặt là biết rồi. Thôi Thảo, bỏ chén xuống, đi lên đầu. Trang điểm, con chuẩn bị đến cái chỗ phòng trà hôm bữa mà con gặp thằng Vincent á, nó chuẩn bị đến đó. Con phải thu hút nó mới được. Còn Tân, đi với em nha con. Má rảnh quá à. Nó đi cô trai mắc mớ để con. Lát hồi con bận hẹn nhậu với mấy thằng bạn rồi. Cái thằng này con khùng quá à. Không lý con để nó đi đến đó một mình. Nhưng mà hai đứa nhớ nha, chút nữa mà gặp nó thì phải làm giả bộ hai đứa y chang như thiệt vậy đó, như tình cờ gặp mặt vậy đó. Thảo, mau lên con, lẹ lên. Tân, đi với em đi con. Bỏ chén xuống. Hình như là cô thích đến những chỗ này nè. Thì Đà Lạt mình còn có chỗ này chứ chỗ nào khác nữa đâu. Cũng đúng. Thank you.
Người đang đứng đó nhảy á là Vincent, còn người nhảy cùng á là cô của Vincent á. Cô, cô gì mà nhìn trẻ vậy? Cũng 40 rồi đó chứ không có trẻ đâu. Nhưng mà tại vì á nhà người ta giàu có điều kiện cho nên hơi trẻ một chút thôi. Ok, mày cứ lo chuyện của mày, còn bà cô đó để tao lo. Vô uống đồ đi. Hèn không vậy? Mày phải báo sớm tao lên đồ. Mời con. Mời con. Chào em. Em nhảy đẹp lắm. Anh có thể mời em nhảy một bài cùng anh không? À, nhảy nữa à? À, cô nhảy đi. Chào anh. Em lại gặp anh ở đây nữa rồi. Cô thường đến đây này lắm hả? Dạ, thỉnh thoảng. Mà hôm nay em đi với anh của em. Em có thể ngồi đây được không? Được, cô ngồi đi. Em mời anh. Em có thể mời anh ra nhảy với em bài được không? Được thôi. Hãy